Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp nghỉ lễ Tết, số vụ tai nạn giao thông lại gia tăng, trở thành nỗi lo và ám ảnh với xã hội. Thông tin từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, chỉ tính riêng trong ngày hôm qua 1 tháng 9, ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ, toàn quốc ghi nhận 60 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 29 người và bị thương 41 người, tăng hơn so với ngày đầu nghỉ lễ. Như vậy, tính cả ngày nghỉ lễ đầu tiên, toàn quốc xảy ra 118 vụ tai nạn giao thông, làm chết 56 người, bị thương 87 người. Lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện xử lý trên 15.200 trường hợp vi phạm, chủ yếu các lỗi vi phạm nồng độ cồn, vi phạm về tốc độ, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, dương tính với ma túy, phạt tiền trên 32 tỷ 850 triệu đồng, tạm giữ trên 5.450 xe ô tô, mô tô, phương tiện khác, tước giấy phép lái xe trên 2.800 trường hợp. Cũng theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, trong sáng ngày 1 tháng 9, lưu lượng phương tiện tại thành phố Hà Nội và các địa phương giáp ranh giảm đáng kể, giao thông thông suốt, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, tình hình giao thông tại các cửa ngõ vào thành phố và trên hai tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây và thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận, các phương tiện di chuyển chậm nhưng không xảy ra ùn tắc.